Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu và test cặp loa kèn. Đây là một cặp mic kèn của Onkyo các bạn nhé. Có model là HM500MK2 của hãng Onkyo sản xuất đây các bạn. Các bạn thấy không? Onkyo Squaker HM500MK2 công suất max là 30W các bạn nhé. Và trở kháng là 8 ohm. Cặp loa rất là đẹp đấy các bạn. Cũng có chày sát một chút xíu đấy các bạn nhé, nhưng mà không đáng kể. Cái cặp loa mình đang test với lại cặp phân tần tụ dầu cắt ở 1000Hz các bạn nhé. Đây các bạn đang nghe. Và đây là chiếc thứ hai. Đây các bạn, rất là đẹp. Nó bị rớt ra đây nè. Cặp loa này thì có giải tần từ 800Hz tới 20.000Hz các bạn nhé. Các bạn có thể nghe nhạc và hát karaoke rất là hay. Và bây giờ mình sẽ test cặp phân tần và từ chiếc loa một nhé. Đó là mình tắt hết rồi các bạn nhé. Không có một tiếng nào. Cặp phân tần này thì đang có giá là 2.500.000 các bạn nhé. Và cặp loa Pioneer, cặp loa Onkyo này có giá là 5.500.000. Và bây giờ mình test các bạn xem, mình mở chiếc bên phải lên các bạn nhé. Đó. Tiếng rất là rõ ràng và rất là ấm các bạn nhé. Rồi mình tắt chiếc bên phải đi và bây giờ mình mở chiếc bên trái lên. Rồi mình mở cả hai chiếc này các bạn cùng nghe nhé. Mình chỉ mở khoảng 8 giờ đấy các bạn nhé. 7-8 giờ thôi mà tiếng rất là to rồi. Cặp đôi này kết hợp với nhau rất là hoàn hảo các bạn ạ. Cặp đây là cặp phân tần tụ dầu nhé. Cắt ở 1000Hz. Và cặp này là giá là 2.500.000 và cặp loa là 5.500.000. Tổng cả bộ là 8 triệu anh nhé. Bạn nào mà lấy cả bộ mình sẽ chuyển khoản đủ, mình sẽ bao ship. Và bây giờ các bạn sẽ nghe một bản nhạc có lời nhé. Bài Hỏi Anh Hỏi Em ra ca sĩ Diễm Hân trình bày các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình nhé. Hải Hà Audio, số điện thoại là 0967 165 168, mình ở Biên Hòa Đồng Nai và mình ship toàn quốc các bạn nhé. Cả bộ là 8 triệu. Bạn nào mà lấy cả bộ thì mình sẽ chuyển khoản hết cho mình sẽ bao ship nhé.
Video mình xin kết thúc ở đây. Xin chào các bạn.